Tin bão khẩn cấp cơn bão số 2. Thưa quý vị và các bạn, hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 110 km tính từ tâm bão. Dự báo trong hôm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15-20 km. Đến 19 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cách móng cái Quảng Ninh khoảng 230 km về hướng Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8. Phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 109 tới 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Đến 19 giờ ngày 11 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 106,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6 tới cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 tới 6 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, từ tối và đêm nay có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét, biển động mạnh. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định tới Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động. Với hướng di chuyển như đã dự báo thì trong sáng nay, bão số 2 vẫn chưa tác động đến đất liền của nước ta. Vì thế, ở các tỉnh miền Bắc vẫn phổ biến là ít mưa, trong ngày trời có nắng, nền nhiệt cao nhất duy trì trong ngưỡng từ 31-34 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay trở đi, khi bão số 2 tiến gần hơn đến đất liền của nước ta, nó sẽ ảnh hưởng và bắt đầu gây mưa dông ở Bắc Bộ, tạo ra một đợt mưa to diện rộng kéo dài đến hết ngày 12 tháng 8. Mưa xuất hiện trước tiên ở vùng ven biển phía Đông Bắc như là Quảng Ninh, Hải Phòng, sau đó thì lan sâu hơn vào trong đất liền. Từ đêm nay, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng bắt đầu có gió mạnh cấp 6 tới cấp 7, giật cấp 9. Mưa lớn dồn dập nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, người dân cần hết sức lưu ý. Giải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc, vì thế mưa ở Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Trong ngày hôm nay, nhiều nơi sẽ có nắng trở lại, nền nhiệt khắp Trung Bộ vì thế sẽ tăng lên ngưỡng từ 30-33 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Sau đó cũng từ đêm nay, khi bão số 2 bắt đầu di chuyển vào Bắc Bộ, thì khu vực Bắc Trung Bộ dự báo sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Không chịu tác động trực tiếp của bão số 2, nhưng gián tiếp bão số 2 đã khiến cho gió mùa Tây Nam duy trì cường độ khá mạnh. Do vậy mà trong ngày hôm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng phổ biến ước tính đạt từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên dao động trong ngưỡng từ 26-28 độ, còn tại các tỉnh Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 30-33 độ.